từ giỏi thành dốt. Nam hả? Ra buồn vậy? Tớ bị điểm 5 vật lý thế này, về nhà thế nào mẹ tớ cũng mắng cho mà coi. À, hóa ra buồn là vì bị điểm 5 hả? Cậu Toàn được 9-10, hy hữu lắm, lần này mới bị điểm 5 thôi mà. Ước chi sau này thằng Nam nhà mình cũng được đứng trên mục nhận giải thế kia mình nhỉ. Được thế thì còn gì bằng. Mà anh này, thằng Nam cũng thông minh lại chăm chỉ, học hành thì khá nhất trong họ, nên cũng đáng kỳ vọng lắm chứ. Cơ mà tuổi này nó còn mãi chơi, không nên gây áp lực quá cho con em à. Hay, anh nói gì kỳ thế cơ chứ. Còn nhỏ nên mới càng phải rèn rũa kèm cặp. Cứ để tự do thì có mà hỏng. Anh không nghe câu dạy con từ thuở còn thơ à? Rèn chứ không phải là gây áp lực. Thôi, em không nói chuyện này với anh nữa. Nam ơi, nghỉ ngơi lát uống cốc sữa đi con. Dạ. Hôm nay lên lớp con học hành thế nào? Dạ, cũng bình thường mẹ ơi. Ừ, cố gắng lên nha. Bố mẹ kỳ vọng ở con lắm đấy. Dạ. Này con, bàn sao lại để lộn xộn thế này cơ chứ? Trời ơi! Nam, con học bài kiểu gì mà được có 5 điểm thế hả? Con... Học hành thế này mà mẹ hỏi, con nói là bình thường là sao? Bình thường của con là thế này đây hả? Con... Lần đó con... Thế mà bố mẹ vẫn cứ nghĩ con học hành ổn lắm. Đi đâu cũng tự hào khoe con học giỏi nhất họ. Trời ơi! Thôi mà mẹ, sang tuần là lớp con có bài kiểm tra giữa kỳ rồi. Mẹ yên tâm đi, con sẽ làm bài thật tốt để gỡ lại điểm 5 này ạ. Thôi được rồi, con nhớ là phải học thật chăm chỉ để được điểm tốt trong lần kiểm tra sắp tới nghe chưa? Dạ vâng thưa mẹ. Đây là bài thi giữa kỳ. Các con cần thật nghiêm túc làm bài. Nếu bạn nào có hành vi gian lận bài thi sẽ lập tức bị hủy luôn. Dạ vâng ạ. Thôi chết, sao mình lại không nhớ được công thức này là sao nhỉ? Thế mà bố mẹ cứ nghĩ con học hành ổn lắm. Đi đâu cũng tự hào khoe con học giỏi nhất họ. Trời ơi! Nam, con... Cô thật không ngờ con lại thản nhiên quay cướp trong giờ thi như vậy. Thôi, con không cần làm bài thi này nữa đâu. Trời ạ, sao giờ này vẫn không thấy thằng Nam nó về là sao nhỉ? Mọi khi bằng giờ này đã thấy Nam nó đi học về rồi cơ mà. Anh, hay là anh chở em tới trường của thằng bé xem thế nào, nóng ruột quá. Ừ, đi thôi. Lớp 6A của Nam hôm nay nghỉ sớm mà anh chị. Thi giữa kỳ xong, nhà trường cho các con nghỉ luôn. Thôi chết, thế thì thằng bé đi đâu được cơ chứ. Trời ơi, mỗi khi tan trường là thằng bé về nhà luôn cơ mà. Sao giờ này... Anh chị cứ bình tĩnh. Hãy thử tìm đến nhà bạn thân của cháu xem sao. Dạ cảm ơn bác. Huân ơi, cháu có thấy Nam nhà hai bác đâu không? Hai bác tìm cả buổi chiều mà không thấy. Dạ thưa hai bác, cháu hôm nay ở lớp bạn Nam. Bạn ấy làm sao? Dạ, bạn ấy quay bài trong giờ kiểm tra, vi phạm quy chế thi nên... Trời ơi! Dạ, bạn ấy có vẻ rất buồn và sợ bác. Đến lúc ra về thì cháu không nhìn thấy bạn ấy đâu nữa ạ. Đấy, chính là tại em tạo áp lực học hành quá cho nó đây mà. Anh ơi, liệu có khi nào thằng bé sợ hãi quá mà bỏ đi mất không anh? Nam ơi, con về nhà đi. Nam, Bây giờ mà em đứng đó mà khóc lóc à? Nhanh nhanh lên xe đi, còn tìm con nào. Một lát nữa không thấy nó là phải gọi điện báo cho cảnh sát. Mình mà về nhà thì sẽ không biết ăn nói với mẹ thế nào đây. Hình như kia rồi. Nam, Nam. Ôi con tôi. Nam, sao con không về nhà? Bố mẹ, con hôm nay ở lớp con. Bố mẹ biết hết tất cả rồi con à. Thôi đã lỡ rồi, con còn định đi đâu? Dù gì cũng phải về nhà chứ. Con có biết bố mẹ tìm con mỏi mắt không? Nam à, bố nói phải đấy. Dù gì cũng phải về nhà. Lúc nào bố mẹ cũng ngóng chờ con. Có lẽ tất cả là tại mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ không nên đặt gánh nặng học hành lên vai con. Nhưng cũng là mẹ thương con, yêu con. Thôi, về với bố mẹ nha con. Bố mẹ cũng tha lỗi cho con. Ừ, bố hiểu mà. Về thôi con. Cô gái vàng và người đàn bà da đen. Ngày xưa, tại ngôi làng Aza, có một người thợ rèn nghèo khó. Dù làm lụng vất vả quanh năm, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn vô cùng túng quẫn. Anh à, nhà chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Để anh mang ít đồ ra chợ bán xem sao. Cả một ngày trời, người thợ rèn vẫn không bán được một món đồ nào cả. Mình thật là vô dụng. Mình còn sống trên đời này làm gì nữa đây? Chi bằng chết quách đi cho rồi. Này anh thợ rèn, anh đừng nói những lời như thế. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bà không biết đấy thôi. Cả tuần nay vợ tôi đã phải nhịn đói rồi. Vậy mà tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả. Ta sẽ cho anh số vàng này với điều kiện anh phải trả lại cho ta thứ mà anh vẫn chưa biết là đã có nó. Thứ mà tôi chưa biết là đã có nó ư? Đúng thế. Anh có đồng ý không? Nhà mình thì có gì đáng giá đâu cơ chứ. Được, tôi đồng ý. Em ơi, anh vừa kiếm được rất nhiều vàng này. Anh kiếm được ở đâu thế? Chuyện ly kỳ lắm. Từ từ rồi anh kể. Sáng nay em đã định nói với anh, em có thai rồi. Em cứ lo là chúng ta nghĩ đến chuyện con. Sao? Em đã có thai ư? Thứ mà anh chưa biết là đã có nó. Bà ta muốn con của ta sao? Sau đó người vợ đã sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn, tên là Arina. Bé gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô bé càng lớn, ba mẹ cô càng lo lắng vì lời hứa với người đàn bà năm xưa. Con bé đã 5 tuổi rồi, liệu bà ta có đến bắt con mình không anh? Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con em à. Hãy ngủ đi nhé, hai vợ chồng tội nghiệp. Từ bây giờ, con sẽ ở với ta. Người phụ nữ đưa cô bé đến một vùng đất xa xôi và nuôi dưỡng cô bé rất cẩn thận. Thời gian thấm thoát trôi qua, Arina đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mình sẽ làm bánh táo, chắc mẹ sẽ rất thích đây. Mẹ về rồi đấy ạ. Con đang làm bánh táo, mẹ chờ con một lát nhé. Arina, ta có chuyện muốn nói với con. Arina, con đã tròn 17 tuổi rồi, đã đến lúc mẹ phải để con ra đi rồi. Sao? Mẹ muốn đuổi con đi ư? Không, chỉ là ta không thể để con ở lại đây. Con phải có cuộc sống của riêng con. Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Hãy cứ đi theo trái tim mình con à, rồi con sẽ được hạnh phúc. Nhưng có một điều mẹ cần con hứa. Điều gì hả mẹ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói ra con đến từ nơi này. Nếu không, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ bị giết chết. Thế là Arina đã rời khỏi căn nhà của người phụ nữ da đen. Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta là vua của đất nước này. Còn nàng từ đâu tới? Tôi ở xa lắm, tôi không nhớ mình đi hướng nào tới đây nữa. Vậy thì nàng định đi đâu? Ta có thể đưa nàng đến đó. Tôi cũng chưa biết nữa thưa ngài. Nhà vua nhanh chóng bị vẻ dịu dàng của Arina chinh phục. Vua liền quyết định đưa nàng về hoàng cung. Dù không biết được gốc gác của Arina, nhưng nhà vua vẫn cưới nàng làm hoàng hậu. Một năm sau, nàng hạ sinh một bé trai cũng có mái tóc vàng óng ả, và sóng gió bắt đầu ập tới. Muôn Tâu Hoàng Thượng, trẻ em mất tích trong thành đang ngày một tăng lên ạ. Đã điều tra ra manh mối gì chưa? Chúng thần đã gấp rút điều tra nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả quan ạ. Thưa Hoàng Thượng, Hoàng tử mất tích rồi. Sao? Mất tích từ khi nào? Khi thần vào phòng của Hoàng hậu thì thấy Hoàng tử đã mất tích. Còn Hoàng hậu nằm cạnh giường của Hoàng tử. Trên tay và trên mặt vẫn còn dính máu ạ. Hoàng hậu Arina đúng là phù thủy độc ác. Chính con mình cũng không tha. Tự nhiên Hoàng thượng lại lấy một cô gái không rõ từ đâu đến. Ngay từ đầu ai cũng thấy kỳ lạ rồi. Arina, ta biết nàng không phải là thủ phạm, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết xuất thân của mình cả. Thiếp không thể thưa Hoàng thượng. Nếu không giữ lời sẽ có người phải đau khổ. Đúng là lời lẽ xảo biện của phù thủy. Hãy xử tội mụ ta đi. Arina, nếu nàng không nói ra, ta bắt buộc phải xử tội nàng đấy. Thiếp không thể nói, thưa Hoàng thượng. Arina cương quyết không nói. Nhà vua đành phải ra lệnh xử tội nàng, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Dừng lại, Hoàng tử đang ở đây. Ta chính là tiên trên trời, vì trót để lộ bí mật của cõi trời nên bị đày xuống đây chịu tội. Ta phải tìm được một người chịu vì ta mà giữ bí mật đến cùng. Có như vậy ta mới được trở về trời. Là thật sao? Arina, con của con và của những người dân ở đây đều còn sống khỏe mạnh. Ôi, con của chúng tôi còn sống. Tạ ơn trời đất. Ta xin lỗi con nhiều lắm. Không sao đâu mẹ ạ. Hãy trở về với ba mẹ ruột của con nhé. Họ thương nhớ con lắm đấy. Arina tìm về với ba mẹ ruột của mình và đón họ vào hoàng cung. Từ đó, họ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Cỏ, ba lá và niềm tin. Đăng ơi, đi học thôi. Phương đợi xíu, tớ ra ngay đây. Nhìn này, quà sinh nhật sớm của ba tớ đấy. Ôi, chiếc đồng hồ đẹp quá. Ba cậu thật là khéo chọn. Đồng hồ của cậu đâu hả Đăng? Chết rồi, đồng hồ của tớ ở đâu mất rồi? Nhưng cậu bình tĩnh nhớ lại xem, cậu đã gửi đồng hồ ở đâu? Hình như là lúc tớ thay đồ thể dục. Tớ nhớ rồi, tớ đã để quên ở phòng thể dục. Vậy chúng ta quay lại phòng thể dục tìm xem sao. Chết rồi, tớ nhớ là tớ để quên ở đây mà. Tìm hết rồi mà chẳng thấy đâu. Chắc là mất rồi. Nên là cậu đừng buồn. Biết đâu có bạn nào trong lớp đang giữ hộ cậu thì sao. Số tớ đen đuổi lắm. Từ bé tớ đã hay đen đuổi rồi, nên tớ nghĩ lần này chắc cũng vậy đấy. Ai chẳng có lúc đen đuổi chứ. Có ai mà lúc nào cũng may mắn đâu. Nhưng lần này cậu hãy chờ xem sao đã. Cậu còn nhớ chiếc dây chuyền chị hay tặng tớ trước lúc chị ấy đi lấy chồng không? Lúc đó tớ mới đeo được 2 hôm rồi bị mất. Mà tớ còn chẳng nhớ là mất khi nào nữa. Cậu cũng biết là tớ đen đuổi nhất lớp. Hôm nào học thuộc bài chẳng sao, cứ hôm nào tớ học qua loa là bị gọi lên bảng trả bài còn gì. Thì tớ thỉnh thoảng cũng vậy mà. Cậu cũng biết là tuần vừa rồi tớ đi thi cuối kỳ môn thể dục. Đáng lẽ tớ đã qua với số điểm cao nhất lớp. Thế mà tớ đen đuổi bị ngã, rồi phải đợi thi lại. Không chỉ thế, còn bao nhiêu chuyện đen đuổi trước đấy nữa. Thế nên tớ nghĩ mình chẳng bao giờ gặp may mắn đâu. Chiếc đồng hồ chắc mất luôn rồi. Đăng, cỏ ba lá kìa. Cậu đúng là cái đồ con gái. Cỏ ba lá thì có gì hay ho chứ. Cậu không biết à, người ta nói cỏ ba lá sẽ đem lại nhiều may mắn lắm đấy. Cậu giữ đi này. Biết đâu ngày mai chiếc đồng hồ sẽ quay lại với cậu. Cả lớp chẳng ai nhặt được chiếc đồng hồ cả. Vậy là mất thật rồi. Số mình thật đen đuổi. Đăng ơi, chiều qua cô lao công đã giữ chiếc đồng hồ cho cậu đấy. Mau đi gặp cô ấy, lấy lại đồng hồ đi. Thật hả? Tớ đi ngay đây. Cảm ơn Phương nha. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ, lần sau cháu nhớ giữ đồ cho cẩn thận nhé. Chiếc cỏ ba lá Phương tặng mình đúng là đem lại may mắn thật. Đàn ơi, ra xách đồ giúp mẹ với. Mẹ mua gì mà nhiều đồ thế, lại toàn đồ nặng nữa. Ừ, này ở chợ nhiều đồ khuyến mại, mẹ thấy tiện nên mua. Có túi bột giặt 5 cân, thấy bảo có bốc tem trúng thưởng hay sao ấy. Mẹ thấy người ta quảng cáo. Túi bột giặt này hả mẹ? Để con xem. Mẹ ơi, trúng một chiếc lò vi sóng này mẹ. Lần đầu tiên con gặp Mai khi bốc tem trúng thưởng này. Dạ bố anh, đừng có mà đùa mẹ. Lần này con may mắn thật mà, mẹ xem này. Ôi, thế thì hay quá. Có phải chiếc cỏ ba lá đem lại may mắn cho mình không nhỉ? Ôi, chiếc cỏ ba lá cứ như lá bùa đem lại may mắn cho mình ấy. Sao mình không thử mua vé số nhỉ? Biết đâu mình bỗng trở nên giàu to cũng nên. Số tiền mình vừa đập lợn chắc đủ mua 20 vé. Cô ơi, cô bán cho cháu 20 tờ vé số. Số mình đang hên, kiểu gì chẳng trúng. Này, hôm qua tớ vừa mua vé số, lúc nữa có kết quả rồi. Để xem trúng bao nhiêu số nào. Trời, sao cậu mua nhiều thế? Cậu có chơi vé số bao giờ đâu. Cậu quên là tớ có cỏ ba lá hộ mệnh rồi hả? Đến giờ công bố kết quả rồi, hồi hộp ghê. Đăng này, cậu để tớ yên, để tới giờ kết quả xem sao đã. Ê, chẳng trúng số nào cả. Tôi mất tiền tiết kiệm rồi. Có khi nào số tớ lại đen đuổi trở lại nữa không? Thật ra tớ muốn nói với cậu một điều. Là cây cỏ ba lá tớ tặng cậu lúc đó, tớ nói nó mang lại may mắn để trấn an cậu. Chứ cỏ ba lá đem lại may mắn thật hay không, tớ cũng không biết nữa. Vậy chuyện tớ may mắn nhận lại được chiếc đồng hồ không phải do cỏ ba lá hay sao? Tớ xin lỗi đã nói dối cậu. Nhưng có một điều cậu cần biết rằng, trên cuộc đời này ai cũng sẽ gặp những chuyện không may. Nếu ta luôn nghĩ lạc quan thì chuyện đen đủi sẽ qua nhanh hơn và may mắn sẽ mỉm cười. Tớ hiểu rồi. Tớ vẫn sẽ trân trọng cây cỏ ba lá này. Mỗi lần nhìn nó, tớ sẽ nhớ tới lời cậu nói và sống lạc quan hơn. Tớ cảm ơn cậu nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.